Chào mừng quý vị đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, chương trình Tông đồ cầu nguyện Click to Pray được Đức Giáo hoàng Francisco khởi xướng đã được nhóm bạn đường Linh Thao chuyển ngữ và được đăng trên trang web và trên các trang mạng xã hội để hiểu rõ việc cầu nguyện theo nhóm Tông đồ cầu nguyện Click to Pray của Đức Thánh Cha và thực hành trong đời sống hàng ngày. Đình Khoa kính mời quý vị gặp gỡ Linh mục Phêrô Trần Vinh Danh dòng tên và nhóm bạn đường Linh Thao. Kính thưa cha, xin cha giới thiệu vài nét tổng quan về tông đồ cầu nguyện ạ. Vâng, chào anh Khoa, chào quý vị anh chị em và các bạn trẻ. Tông đồ cầu nguyện là một mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo hoàng. Chương trình này có từ năm 1844 và Đức Giáo hoàng Francisco hiện tại thì ngài đã canh tân cái chương trình này và nó trở thành một công việc của tòa thánh. Cha Frederick Fornot là người tổng tuyên úy toàn cầu của chương trình này. Ở Việt Nam thì mình được dòng tên, cha giám tịnh dòng tên giao cái nhiệm vụ. Mình cùng cộng tác với lại các bạn trẻ trong nhóm bạn đường Linh Thao để làm việc. Thì chương trình này Đức Giáo hoàng mời gọi mỗi người chúng ta, mời gọi tín hữu toàn cầu cùng cầu nguyện với ngài, cầu nguyện cho những thách đố mà giáo hội đang phải đối diện. Và ngài cũng mời gọi chúng ta kết thân với Chúa mỗi ngày một hơn với ba cái thời khắc của cái app mà ngài đã phát động, đó là cùng với Chúa Giêsu buổi sáng dâng mình cho Thiên Chúa Cha, cùng với Chúa Giêsu buổi chiều để mời gọi các bạn trẻ trở lại với Chúa, kết thân với ngài, và cùng với Chúa Giêsu buổi tối để làm phút hồi tâm, để kiểm điểm lại đời sống của mình sao cho mình sống mỗi ngày một tốt hơn. Cảm ơn cha. Chào bạn Giang Bautista Thanh Thiên, trưởng nhóm của bạn đường Linh Thao. Bạn có thể chia sẻ vài nét về nhóm của mình? Dạ. Nhóm bạn đường Linh Thao được thành lập thì nó là một hồng ân của Chúa. Sau khóa Linh Thao năm 2017, các bạn trẻ của chúng em thì muốn kết hợp sâu hơn với Chúa và có thời gian để hung đúc đời sống thiêng liêng hơn. Thì nên nhóm đã đi tới quyết định thành lập nhóm vào ngày 8 tháng 12 năm 2017. Sau hơn một năm thành lập thì hiện tại nhóm đang cộng tác cùng với cha Phêrô Trần Vinh Danh của dòng tên, hiện tại đang làm tông đồ cầu nguyện tại Việt Nam. Đây cũng chính là công việc hung đúc đời sống của nhóm và kết hiệp các bạn lại với nhau. Chào bạn Maria Hà Huyền. Bạn có thể chia sẻ vì sao nhóm mình có tên là bạn đường Linh Thao? Trước khi để tìm được cái tên này thì cũng là một điều hơi khó khăn. Thì do như lúc nãy anh Thiên cũng đã chia sẻ về cái quá trình hình thành nhóm là do chúng mình là những cái người bạn mà được làm quen kết thân với nhau qua Linh Thao, qua việc cầu nguyện, cho nên là sau khi thành lập nhóm rồi tụi mình vẫn thao thức về cái tên thì làm sao để duy trì được cái đời sống cầu nguyện, cái lửa Linh Thao trong lòng, và chúng mình cũng muốn giúp những bạn trẻ khác, giúp mọi người được quy tụ lại với nhau, kết thân với nhau qua đời sống thiêng liêng, qua việc cầu nguyện, và đặc biệt nữa là để kết thân với Chúa. Huyền ơi, anh cũng có thắc mắc là vì sao mình lại chọn các cầu nguyện của nhóm bạn đường Linh Thao là ở trên mạng xã hội? Dạ, tại vì tính chất của nhóm đó là các bạn từ khắp nơi trên mọi miền đất nước, từ Bắc vào Nam. Các bạn rất là ít khi gặp nhau và hầu như là không gặp nhau, nên là chỉ có cách liên lạc với nhau qua mạng xã hội thôi. Và cũng là lời mời gọi của Đức Thánh Cha là chúng ta thánh hóa mạng xã hội, cho nên là nhóm chúng mình quyết định là dùng mạng xã hội để cầu nguyện. Nên là những cái sản phẩm của nhóm cũng mang tính hơi hướng là hiện đại một chút, là qua internet, truyền tải qua hình ảnh để cho nó sinh động hơn. Và một cái lý do đơn giản nữa là hiện nay các bạn trẻ sử dụng smartphone rất là nhiều và một ngày các bạn chạm rất là nhiều lần vào điện thoại, vậy thì tại sao chúng ta không chạm một cái để được gặp Chúa qua cầu nguyện? Ý rất là hay. Cảm ơn bạn Hà Huyền. Xin chào Đa Minh Huy Cường. Huy Cường có thể chia sẻ cho mọi người biết về cái cách hoạt động cũng như tổ chức của nhóm bạn đường Linh Thao. Dạ, cha Phêrô Trần Vinh Danh sẽ nhận lời cầu nguyện từ bên Roma, sau đó gửi đến cho nhóm bạn đường Linh Thao. Thì khi trong nhóm bạn đường Linh Thao thì có các ban như là ban dịch thuật, ban hình ảnh và
ban biên tập. Thì khi mà ban dịch thuật sẽ chuyển ngữ Đức về tiếng Việt, rồi ban hình ảnh sẽ làm hình ảnh, rồi ban biên tập sẽ làm duyệt sơ hình ảnh một lần, sau đó là gửi lên cho cha Danh lần cuối, và cha Danh sẽ kiểm duyệt lần cuối và đăng lên trên các phương tiện truyền thông. Chào bạn Maria Uyển, bạn có thể chia sẻ là kinh nghiệm của bạn về cách gặp gỡ Chúa qua cái chương trình Tông đồ cầu nguyện của nhóm bạn được lên thao được không? Dạ, thì em đang cộng tác ở bên ban dịch thuật của nhóm á. Thì em trong nhóm của em thì ban dịch thuật của em khoảng 22 bạn rồi. Tụi em thì từ khắp miền khắp nơi luôn, có bạn thì ở miền Bắc, có bạn ở nước ngoài nữa. Do đó nên đa phần tụi em cũng theo đặc tính của nhóm là làm việc qua mạng xã hội. Và khi mà nhờ cái chương trình Tông đồ cầu nguyện này mà tụi em được nối kết chung với nhau thì mọi người từ khắp nơi khác nhau mà chẳng ai biết ai hết, nhiều khi cũng chưa bao giờ gặp nhau ngoài thật nữa mà lại biết với nhau và đến với chương trình, thì đó là một hồng ân rất là lớn và đó là một điều kỳ diệu mà nhờ chương trình Tông đồ cầu nguyện và chương trình như thế này thì đã giúp tụi em nối kết. Và một điều đó là các bạn ở trong nhóm thì các bạn là có những bạn đi học, có những bạn đi làm cũng rất là bận rộn, nhưng mà các bạn luôn dành thời gian cố gắng để dịch những cái lời cầu nguyện rất là ngắn như thế này, mà các bạn thì không có coi đó là công việc làm mà coi đó như là một cái thời gian bạn dành riêng cho Chúa vậy đó. Thì và khi mà các bạn dịch những cái lời cầu nguyện như vậy á thì nó để lại một cái sự lắng đọng nào đó ở trong lòng của các bạn, thì nó cũng sinh ra những cái ơn đích thiêng liêng cho các bạn, và đó là một điều rất là tốt. Và riêng bản thân em khi mà nói về tông đồ cầu nguyện á thì chương trình tông đồ cầu nguyện á, nhờ chương trình tông đồ cầu nguyện mà em thấy gần gũi với Chúa Cha hơn. Vì mỗi lời cầu nguyện buổi sáng là luôn cầu nguyện với Chúa Cha đó, sáng nào cũng cha của con ơi, cha của con à, thấy Ngài rất là gần gũi, rất là dễ thương. Và em thấy mình có thể tâm sự được với Chúa Cha hơn là trước kia thì ít khi nghĩ tới Chúa Cha thường là Chúa Giêsu hoặc Đức Mẹ các thánh thôi, quên mất Chúa Cha. Và bây giờ thì thấy Ngài rất là dễ thương, rất là gần. Và khi mà về tông đồ cầu nguyện nữa thì tông đồ cầu nguyện cũng nhấn mạnh về cái ý thức về cái sự hiện diện của Chúa xung quanh mình. Thì khi mà em cầu nguyện với chương trình thì em ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa trong ngày sống của em và ngay cả với những mối tương quan xung quanh nữa. Vì điều tông đồ cầu nguyện luôn nhắc em những cái điều nhỏ bé nhỏ nhặt xung quanh mà thông thường mình hay bỏ quên, như là những ánh mắt hoặc là những cử chỉ nào đó thôi. Và nó cũng cải thiện mối tương quan với Chúa và với cả tha nhân nữa. Đã bao giờ bị chia sẻ những cái cảm xúc rất là đẹp và rất là tốt và những cái hân hoan của mình ở trên Facebook chưa, biết một cái status nào đó chưa? Dạ, thật sự thì từ khi mà em tham gia nhóm bạn Linh Thao á, và em cầu nguyện với chương trình Tông đồ cầu nguyện thì mọi người thấy nó em trẻ ra hơn. Thật là giống như Đức Giáo Hoàng đó, là mình gần gũi với Chúa thì mình trẻ hơn á. Thì có nhiều cái nhiều khi em cũng nói là cầu nguyện với Chúa Cha đó giống như là một người cha rất là thân thiết gần gũi với mình. Nhiều khi em cảm thấy mình bị bắt nạt rồi em cũng viết lên là cha ơi, có đứa này nó bắt nạt con nè. Dạ, em cũng hay chia sẻ những cái điều nhỏ bé nhỏ nhặt bởi vì em thấy nó cũng là những cái điều đẹp đẽ, và em cũng hy vọng là một phần là em chia sẻ cái niềm vui của em thì em muốn chia sẻ với những người bạn em thương, thì một phần nữa là em cũng mong là các bạn cũng có thể lan tỏa hoặc là các bạn cũng có thể cảm nhận được nào đó với cái niềm vui của em khi mà em có một người cha thật là vĩ đại và thương mình nhiều như vậy. Cảm ơn quý vị. Dạ, kính thưa cha, cha có thể chia sẻ với những người đang theo dõi chương trình cách mà mọi người có thể gặp gỡ Chúa qua cái chương trình Tông đồ cầu nguyện, dạ, Lead to Pray được không ạ? Vâng, cảm ơn anh. Đây là câu hỏi rất là quan trọng. Vâng, Tông đồ cầu nguyện với mục đích chính là giúp giáo dân, giúp các bạn trẻ kết thân với Chúa hằng ngày. Cho nên các bạn thấy ở trong tông đồ cầu nguyện thì có từng ba cái giờ khắc để mà dâng ngày. Thứ nhất là buổi sáng cùng Chúa Giêsu, buổi sáng chúng ta hướng lòng lên Thiên Chúa Cha. Cho nên sáng sớm chúng ta dâng mình cho Thiên Chúa thì chúng ta được thánh hóa. Thánh hóa chính mình và thánh hóa công ăn việc làm trong ngày đó. Rồi buổi chiều Đức Giáo Hoàng cũng mời gọi chúng ta cùng với Chúa Giêsu buổi chiều. Các bạn trẻ có thể làm việc rất là nhiều nhưng mà chúng ta dành khoảng 1 phút để quay trở về với Chúa Giêsu, kết hợp với Ngài, đọc một cái câu lời Chúa hoặc là một cái ý nguyện của Đức Giáo Hoàng rất là ý nghĩa để chúng ta sống trầm lại và sống kết hiệp với Thiên Chúa trong cái giờ phút buổi chiều đó. Rồi đặc biệt là buổi tối cùng Chúa Giêsu buổi tối, tông đồ cầu nguyện mời gọi chúng ta làm phút hồi tâm ngắn ngắn. Mình dành một cái phút tĩnh lặng ngồi lại với Chúa Giêsu, rồi xin Chúa cho con biết ngày hôm nay con tim của con hướng về đâu. Con có đi chạy con đường của Chúa không?
nếu mà con đi lệch hướng thì con cũng nhận ra, xin Chúa dẫn con về. Và con đã làm những cái việc gì tốt thì ngày mai con sẽ làm cho nó tốt hơn. Như vậy thì cái phút hồi tâm buổi tối rất là giúp ích để cho mỗi ngày chúng ta sống tốt hơn, sống tốt hơn mỗi ngày. Và dâng cho Chúa ngày mai để con sống theo ý của Chúa hơn và thuộc trọn về Chúa hơn. Thì đó là chính là cái mục đích của Click to Pray. Đức Giáo Hoàng muốn mời gọi các bạn trẻ kết thân với Chúa hơn, và đồng thời cũng kết thân với Đức Giáo Hoàng trong cái ý nguyện, cầu nguyện hàng tháng của Ngài. Ngày 20 tháng 1 vừa qua, trước khi mà đi Panama dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, thì Đức Giáo Hoàng đã chính thức kích hoạt cái tài khoản của Ngài và cũng mời gọi tất cả các bạn trẻ cùng kết hiệp với Ngài để mà cầu nguyện hàng ngày. Cảm ơn cha. Hàng ngày thì nhóm Bản Lương Linh Thao cùng với tôi, chúng tôi sẽ đưa các bài cầu nguyện lên các cái phương tiện truyền thông, trên trang web của Tổng Giáo Phận cũng như trang của Dòng Tên và các trang Facebook. Và xin mời quý vị và các bạn trẻ chúng ta cùng tham gia cái mạng lưới này. Và một lần nữa cảm ơn anh Khoa, cảm ơn chương trình và cảm ơn tất cả anh chị em. Kính thưa quý vị, chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Qua chương trình ngày hôm nay của nhóm Bạn Đường Linh Thao với chương trình Tông Đồ Cầu Nguyện, ước mong mọi người sẽ gắn kết với Chúa qua việc cầu nguyện kết nối toàn cầu.